nhóm động vật là giun nhiều tơ. Vâng. Ông quạt. Ông ơi đi cho con, đừng có leo lên chế. Tiếp tục ạ. Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa Trường Sa. Thank you.
còn trong tự nhiên ấy, cá mập là nhà thực tế là nó là thực là sinh vật mà nó dọn dẹp những con cá ốm yếu bị thương đấy, và trường hợp mà nó có cắn ấy là đấy là vì do đã bị kích động và bị kích động rồi. Thế còn cá mập là nó cứ nuốt cái gì là trên đường đi, nó gọi là nó nuốt, hợp thì tiêu hóa, không hợp thì ói ra đấy. Thế còn chúng ta sẽ nhìn thấy các cá khác đây. Thì mình thấy là cái này, những cá này là nó có cái nắp mang kín rồi, nên do đó mà nó mới tạo ra được cái lực hút và cái miệng là được đưa ra phía trước, chính là để làm chức năng là hút mồi đấy. Hút mồi là chính, chúng ta nhớ là như thế nhá. Đấy không, vâng ạ, đấy đó là đặc biệt sức nắp này. Đàn cá, đàn cá, ví dụ như đàn tôm hay đàn cá chép.
vòng như thế nào. Nhưng ngược lại, cá là nó kết đàn lẫn trên nguyên tắc là như nhau. Bởi vì nếu con đầu đàn thường là sẽ to, nếu có con đầu đàn to hơn, đẹp hơn thì lại vô tình trở thành là một cái mồi nhử hấp dẫn cho các mẹ hồ, cho các loại cá khác. Nên cá nên từ đàn cá cơm, cá thu, cá mừ thì chúng ta cũng phải nhớ cá rằng không có con đầu đàn. Và điều đó chúng ta mới thấy được đánh giá được cái sự liên kết trong đàn với nhau nó chặt chẽ như thế nào. Mặc dù không có con chỉ huy nhưng mà chúng luôn luôn là tình huống thì nói chung đấy. Thế bây giờ phần tiếp theo là cái cách vấn đề tham quan tự do được rồi. Thế bây giờ là cái cách chúng ta là tham quan tự do để chụp ảnh rồi cái khu này và ngắn. Thế thì thay mặt cho bảo tàng xin cảm ơn gia đình đấy để được học lại tiếng Anh và đấy chúng ta đây là mình vào trong thì hiện nay nó chưa hoàn thiện. Đây là chưa hoàn thiện. Đó, cái này là mai mốt là để sang khu đền nhưng mà này chưa có máy lạnh. Đấy. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình. Thế là cái khu đền được đang sửa chữa chưa xong. Các bạn đây là có thể lên hết được. Chúng ta nhớ đây này, tương lai của bảo tàng ấy là cái tòa 4 tầng ở bên kia thôi. 4 tầng đã xây xong rồi, bây giờ đang sửa chữa lên. Chị ơi, em cảm ơn chị nhé. Cảm ơn cô, cảm ơn gia đình. Bây giờ đây là đường hầm này. Bên này có bên này thì có bạn gái mà mình có thể thêm lên được một bên ạ. Tôi vừa hướng dẫn hết một đoàn. Đây là hướng dẫn viên khác. Đây cá mập này. Cá nhám. Đây là mấy đường hầm rồi. Chị cầm quay cho em một chút, để em đi đưa lại quay cho em một chút. Ôi, cứ quay đi. Xin chào nhé, các bạn vừa xem xong một cái buổi mình quay toàn bộ Viện Hải Dương Học Nha Trang. Xin chào tạm biệt các bạn. Hướng dẫn viên đi sao đây? Vâng.